Xin phép gia đình dựng 10 vì 10. Ngày hôm nay con là phận con cháu đến đây với gia đình, chung vui với gia đình dựng 10 vì 10. Và thay mặt gia đình, con gửi lời cảm ơn đến gia đình dựng 10 vì 10 đã tiếp đón con rất là ân cần và chu đáo, và chẳng những cho ăn ngon mà còn được hát nữa. Con một lần nữa, con thay mặt gia đình con cảm ơn dựng 10 vì 10 rất là nhiều. Và con có hỏi chú rể là tại sao mà gái cái bè này rất là đẹp mà tại sao không lấy vợ cái bè mà phải đi xa như vậy. Thì em Cường mới nói vậy nè, nó vắn tắt một câu: yêu. Đó, yêu mà không cần biết em là ai. Đó, thì giờ phép con xin phép các cậu, các cô chú, con trình bày một nhạc phẩm Không Cần Biết Em Là Ai để thể hiện tâm tư của thằng em. Dạ, con xin phép. Không cần biết em là. Lần đầu tiên con lên sân khấu, nếu mà có hát dở mấy chú mấy cô mấy cậu vỗ tay. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Tay yêu em như mây ngang biển rộng, tay yêu em qua đông tàn ngày đông. Yêu em như vùng trời mênh mông. Không cần biết đêm dài sâu, không cần biết bao ngày hao. Ta ngồi đếm tên thời gian, nghe thương yêu dâng cao những ngọn đồi, nước xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em khi chỉ biết đó là em, để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần. Để rồi từ đó trong mưa trắng nghe ngỡ đó, một ngày lại đến trái tim ta dại khùa. Rồi từng chiều lên mang nỗi buồn vô biên. Cho dù bị em rồi đi, cho dù đi không chờ chi, nhưng lòng vẫn nghe cuồng xin, nghe trong ta quên đi lâu sầu hận. Tay yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em khi chỉ biết đó là đêm dài sâu. Không cần biết bao ngày hao, ta ngồi đếm tên thời gian sắp tới rồi cô. Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần cùng. Yêu em khi chỉ biết đó là em, để rồi từ đó rồi từ đó trong bước chân nghe gần đó, một ngày lại đến trái tim ta phải cuồng.
chiều lớn mang nỗi buồn vô biên. Cho dù biết em rời đi, cho dù biết không chờ chi, nhưng lòng vẫn nghe cuồng phiền, nghe cho ta quên đi lòng sầu hận. Tay em chưa bao giờ một lần yêu em, khi chỉ biết đó là em. Dạ xin được cảm ơn anh Huy rất nhiều. Và tiếp theo xin được mời chú Chính ạ. Dạ sau phần trình bày của chú Chính xin được mời anh Dũng chuẩn bị.